Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính quyền tỉnh Biển Đỏ Ai Cập mới đây cho hay, có 16 người mất tích sau khi một tàu du lịch bị chìm trên Biển Đỏ. Trong số đó có 12 du khách nước ngoài. Tàu Sea Story chở theo 44 người, gồm 31 du khách và 13 thành viên thủy thủ đoàn đang trong chuyến lặn biển dài ngày thì bị chim gần thị trấn Masalam. Hai tám người được cứu và chỉ bị cháy rất nhẹ nên không cần nhập viện. Theo Reuters dẫn lời tình trường biển đỏ Al-Hanafi, báo cáo sơ bộ cho thấy một con sóng lớn bất ngờ ập đến khiến tàu bị lật trong vòng 5 đến 7 phút. Một số hành khách ở trong cabin nên không kịp thoát ra. Chính quyền tỉnh này cho biết cơ quan chức năng nhận được cuộc cầu cứu từ con tàu trên vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11. Trước đó, tàu du lịch này khởi hành từ Khảm Porto Calip ở Masalam hôm 24 tháng 11 và dự kiến trở lại ở bờ vực Hukada Marina vào ngày 29 tháng 11. Trước đó, máy bay cứu hộ đã vận chuyển một số người sống sót đến các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe. Giới chức tỉnh Biển Đỏ hiện chưa xác nhận được quốc tịch của các du khách. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, số khách du lịch trên tàu Sea Story gồm có các công dân đến từ Anh, Trung Quốc, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha. Đại sứ quán Trung Quốc tại Cairo cho biết, sức khỏe của hai công dân nước này hiện đang trong tình trạng tốt sau khi được giải cứu. Bộ Ngoại giao Phần Lan xác nhận với AFP rằng, một trong những công dân của nước này vẫn đang mất tích. Vụ việc xảy ra vào thời điểm Ai Cập ghi nhận các điều kiện thời tiết không ổn định. Cơ quan khí tượng Ai Cập đã dự báo thời tiết sẽ bất thường với biển động mạnh ở địa Trung Hải và Biển Đỏ. Tờ Khmer Times mới đây đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa qua đã bác bỏ thông tin từ một số phương tiện truyền thông quốc tế rằng không có nguồn tài trợ cho việc xây dựng kênh đào Phú Nam Techo. Ông Hun Manet khẳng định không có bất kỳ trở ngại nào cản trở việc triển khai dự án. Ông Hun Manet cho biết chính phủ Campuchia có một kế hoạch tổng thể rõ ràng với một số đối tác dự phòng sẵn sàng tiếp quản dự án nếu gặp sự cố. Ông Hun Manet cho biết chính phủ Campuchia đang triển khai dự án kênh đào Phú Nam Techo với sự quan tâm lớn hơn dành cho người dân địa phương giải quyết các tác động để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ và có trách nhiệm. Thủ tướng Campuchia cho biết, dự án kênh đào đòi hỏi các quy trình triển khai phù hợp và không có rào cản nào cản trở quá trình triển khai dự án này. Ông Hun Manet nói rõ rằng, nhóm công tác đang triển khai dự án một cách cẩn trọng, tuân theo các hướng dẫn rõ ràng để giảm thiểu tác động đến người dân địa phương. Ông Hun Manet bác bỏ những lời chỉ trích nhằm vào dự án kênh đào. Các vị muốn chúng tôi hoàn thành kênh đào trong 3 tháng sau. Các vị không thể khởi công dự án hôm nay rồi triển khai ngay vào ngày hôm sau được. Ông nói, chính phủ cần xác định rõ ràng quy trình xem xét xe địa điểm và giải quyết tác động của dự án đối với người dân trước khi cho phép đào kênh. Đồng thời cho biết hiện tại là mùa mưa và mực nước đang dâng cao, khiến việc đào ở một số khu vực trở nên khó khăn. Vừa qua, mưa lớn làm đất đá ở quả đồi phía sau nhà ông Trần Văn Khưa, 51 tuổi, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, sạt lở. Ngay tiếng động, 6 người trong nhà kịp thoát ra ngoài. Riêng ông Khưa và vợ bị các đòn gỗ trong nhà rớt xuống gây chấn thương, đất đá vùi lấp. Căn nhà cấp 4 bị xô nghiêng sang một bên người dân cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, đoàn kinh tế quốc phòng 92 đã kịp thời đưa ông Khưa và vợ đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện A Lưới. Ông Khưa bị chấn thương mạn sườn, lưng và bụng, bà A Hơ bị chấn thương vùng đầu và tay. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch huyện A Lưới cho biết các lực lượng đã hỗ trợ người bị nạn và di chuyển tài sản khỏi điểm sạt lở ngay trong đêm. Địa phương đang tăng cường kiểm tra, ra soát khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán người dân, hạn chế tối đa thiệt hại. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế, trong những ngày qua, địa bàn tỉnh này đã có mưa to và rất to, đặc biệt khu vực núi Bạch Mã, huyện Phú Lộc đã ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Mưa lớn tại khu vực thượng nguồn các thủy điện Bình Điền, Hương Điền, Tài Trạch đang tạo ra nguy cơ lũ lụt, ngập úng tại các vùng trũng thấp, cùng với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã khuyến cáo các địa phương và người dân theo dõi sát sao các bản tin dự báo mưa lũ, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời. Ngày 25 tháng 11 năm 2024, người dân thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông N.D.H. sinh năm 1962, và bà NTT, sinh năm 1968, tử vong bất thường. Trong đó, ông hát tử vong trên giường trong nhà cơ thể có một số vết thương còn bà t tử vong ở khu vực giếng nước của gia đình nhận được tin báo chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra án mạng được biết gia đình ông hát bà t có bốn người con nhưng đã lập gia đình riêng và đi làm ăn xa nên chỉ có hai vợ chồng ở với nhau hiện sự việc đang được công an sở tại phối hợp với đơn vị công an tỉnh hà tĩnh điều tra nguyên nhân Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Các đối tượng gồm Lê Văn Điền, sinh năm 1972, ngụ xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Lê Thị Ngọc Nhan, sinh năm 1971, vợ của Điền; Lê Phước Sang, sinh năm 1991 và Lê Phước Hoàng, sinh năm 1999, con của Điền. Lê Công Chiết, sinh năm 1983 và Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1982, cháu của Điền, cùng với hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, sáng 18 tháng 11 năm 2024, trong quá trình lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nhan, ông Điền phục vụ thi công dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đi qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, gọi tắt là DT945 đoạn qua xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, thì Điền cùng Nhạn, Sang, Hoàng, Chiết, Lộc, Nguyễn Thị Bích Thủy sinh năm 1980 và Lê Thị Thương sinh năm 1981, hàng xóm, không bị thu hồi đất, tụ tập tại khu vực cửa nhà bà Nhan, ông Điền, có lời nói xúc phạm, sử dụng máy xúc, gậy, cuốc, kéo, ly thủy tinh, gạch đá, bom xăng tự chế, chống người thi hành công vụ. Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã khống chế, bắt giữ các đối tượng chống đối, tấn công lực lượng chức năng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tịnh Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nhan, Điền, Sang, Hoàng, Lộc và Chiết cùng về tội chống người thi hành công vụ. Riêng Thủy và Thương cho viết cam kết chấp hành pháp luật, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định. Trong công bố mới đây, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG thông tin, bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc doanh nghiệp này đã được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11 tháng 11 năm 2024. Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan đang được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án. Thông báo do Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ký cho biết sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai bằng việc đồng hành cùng hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc để tiếp tục giải quyết các công việc, các dự án còn đang thực hiện. Thông báo nêu, với vai trò là cổ đông lớn và là người hiểu rõ quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp, nắm bắt sâu sắc các dự án đầu tư và hoạt động của công ty, hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc QCG cho biết, tin tưởng với sự đồng hành cố vấn của bà Nguyễn Thị Như Loan, đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển ổn định và đạt được các mục tiêu đại hội đồng cổ đông và các nhà đầu tư đã đề ra. Trước đó ngày 19 tháng 7 năm 2024, Bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự. Bà Như Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39, 39B, Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.